Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể có chức năng thanh lọc độc tố. Vì vậy, khi gan bị tổn thương sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tới đây là những yếu tố có ảnh hưởng xấu cho gan mà quý vị thường bỏ qua. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Đường ăn quá nhiều đường không chỉ có hại cho răng mà còn gây hại cho gan của bạn. Tại gan, fructose sẽ được chuyển hóa và một phần tạo thành các giọt chất béo. Vì vậy, việc sử dụng quá nhiều đường tinh luyện và zero hàm lượng fructose cao sẽ gây tích tụ chất béo, dẫn đến các bệnh lý về gan. Một số nghiên cứu cho thấy đường có thể gây hại cho gan tương đương với rượu, ngay cả khi bạn không bị thừa cân. Do đó, cần hạn chế các thực phẩm chứa nhiều đường như bánh ngọt, kẹo ngọt. thực phẩm chức năng nguồn gốc thảo dược. Ngay cả khi trên nhãn có ghi tự nhiên, những sản phẩm này bổ sung thật ra không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả tích cực. Một số người dùng một loại thảo dược để đảm bảo giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ mãn kinh hoặc đơn giản là giúp họ thoải mái, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại thảo dược có thể làm rối loạn hoạt động bình thường của gan, dẫn đến viêm gan hoặc suy gan. Nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thảo dược nào để đảm bảo chúng thật sự an toàn. tăng cân. Chất béo dư thừa có thể tích tụ trong các tế bào gan và dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Kết quả là gan của bạn có thể bị sưng phồng. Theo thời gian, gan sẽ chai cứng và xuất hiện các mô sẹo hay còn gọi là sơ gan. Thừa cân, béo phì, mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang tuổi trung niên là các yếu tố nguy cơ khiến bạn dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hơn. Đừng quá lo lắng, hãy phòng ngừa bằng chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên. thực phẩm chức năng chứa vitamin a vitamin a rất cần thiết cho cơ thể của bạn đặc biệt là vitamin a có nguồn gốc thực vật vitamin a có nhiều trong trái cây và rau quả tươi những loại có màu đỏ cam hoặc vàng nhưng nếu bạn dùng thêm quá nhiều thực phẩm chức năng có chứa hàm lượng vitamin a cao điều đó có thể gây hại cho gan hãy trao đổi và xin lời khuyên từ bác sĩ trước khi sử dụng thêm thực phẩm chức năng chứa vitamin a nước ngọt và acetaminophen. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước ngọt dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hơn những người ít sử dụng. Các nghiên cứu này không chứng minh được nước ngọt là nguyên nhân chính gây ra bệnh, nhưng nếu hạn chế uống soda mỗi ngày sẽ có lợi cho bạn trong việc chuyển sang một loại thức uống mới tốt hơn cho sức khỏe. Acetaminophen, bạn đang bị đau lưng, đau đầu hoặc đang bị cảm lạnh phải dùng thuốc, hãy đảm bảo rằng bạn uống đúng thuốc và đúng liều. Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà bạn phải uống cả thuốc cảm và thuốc trị đau đầu và cả hai đều chứa acetaminophen, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến gan. Hãy luôn kiểm tra liều lượng thuốc sử dụng trong ngày phù hợp với tình trạng bệnh, điều này sẽ giúp tự bảo vệ sức khỏe của mình. Chất béo chuyển hóa Chất béo chuyển hóa là loại chất béo công nghiệp có trong một số loại thực phẩm đóng gói và đồ nướng. Có thể thấy chúng được liệt kê trên nhãn dưới dạng các thành phần đã được hero hóa một phần. Một chế độ ăn nhiều chất béo chuyển hóa có thể gây tăng cân nhanh, đồng thời có hại cho chức năng gan. Hãy tập thói quen kiểm tra thành phần trên nhãn trước khi sử dụng. Ngay cả khi trên nhãn ghi trên phát bằng không cũng sẽ có một lượng nhỏ loại chất béo này. Thức uống có cồn, bạn đã biết rằng uống nhiều bia rượu rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt là gan, nhưng uống bao nhiêu mới là nhiều nếu bạn không phải là một người nghiện bia rượu. Có những loại đồ uống mà một ly chứa nhiều hơn một đơn vị uống chuẩn. Một đơn vị uống chuẩn tương đương khoảng 148 ml rượu vang, 355 ml bia thường hoặc 44 ml rượu thường. Nếu trong một dịp đặc biệt nào đó bạn phải uống, bạn chỉ nên uống ở mức vừa phải, tức là một đơn vị uống chuẩn trên một ngày đối với phụ nữ và tối đa là hai đơn vị uống chuẩn trên một ngày cho nam giới. Quý vị và các bạn thân mến, một số thói quen làm giảm trí thông minh sẽ là nội dung cho một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.